Hi, xin chào quý khán giả của kênh Gây Biến Miền Tây. Thì hôm nay mình được sự giúp đỡ của quý mạnh thường quân, thì mình đem gạo đến cho bà Nguyễn Thị Anh. Hôm nay bà 80 mấy tuổi quý vị. Nghe nói là bà mới đi nhập bệnh viện về. Thì mình được sự giúp đỡ của quý mạnh thường quân đem gạo đến thăm cụ, và mình sẽ báo là mạnh thường quân nào quý vị. Rồi, con chào bà. Hello, đây con được sự giúp đỡ của bà Quý Mạnh Thường Quân ở Tân Chợ á, tặng bà 10 kg gạo Hương Lời. Rồi hôm nay sao rồi? Hôm nay nghe nói bà mới nhập viện về hả? Mới về không là tử nô rồi gửi hồn cho anh đem xác về. Trời đất ơi, gửi hồn mà em xác về hả? Gửi hồn. Bị gì? Ở dưới này đâu có gì đâu. Đêm đâu có mấy ngày cái lúc đầu khuya đi phát mệt mệt đây là mệt muốn chặt luôn, thì đi qua đây lên tỉnh đi khám để đưa thành phố luôn, đưa lên thành phố đưa luôn. thành phố luôn rồi đi về về 20 ngày. Bị gì mà đưa lên thành phố như vậy? Không biết gan hay gì không biết nữa, đưa lên thành phố luôn, với ngày trở lên mình giấy tờ đưa thành phố luôn, không có nằm chỗ nào nữa. Rồi tiền ai đi nuôi? Vợ chồng con của Phụng em á, vợ của em có hai mẹ con đổ qua đổ lại chứ biết chuyện về mẹ con dẫn về. Rồi cái người này ở đây ai, chị Nhung này ở đây ai giữ? Tám nó vô giữ, hàng ngày thì nó chạy ra ra ngoài ra ngoài ăn cơm, thì tối về tám nó vô ngủ, còn cái thằng nọ thì theo ở quản khu về, thằng con đó theo ở qua tôi. Cái người mà hẳm đi đi làm dừa đổ phải không? nó theo qua ở với tôi với mười nó hai với chị hai nó xe đổi để đưa tới thành phố luôn rồi. Đi tốn nhiêu tiền? Trời ơi, có biết cái đồng nói có mấy đồng mà đưa nó lên tỉnh nó làm gì đâu biết. Nói với này khuya tôi ngủ giấc dậy rồi chứ sao nó ra ra cái ngực, cái tôi nói ủa sao kỳ vậy cả, cái tôi nói thôi để giờ mình ngủ không được thôi vậy giặt đồ mới vậy lấy ba cái đạn sáng mình thôi để có mưa được hơi không khô, cái mới vậy nó hốt quần áo đem bỏ lên cái thau để xe bông vô lấy cái thùng chém nước quậy 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 dày, cái mới dò có nửa cái áo à, dò cái giặt này mới giặt được cái giặt này dò lên dày có nửa cái áo à, cái mệt quá trời mệt luôn, cái lắm rồi bò lên đó mà bữa đó cái thằng này nó ngủ hai cái mới bò lên xe kiểu cái này nhảy xuống đất, nhảy xuống đất cái giỏ nó cho dưới á, cái nó kép giỏ rột rột không được rồi, kéo nó lấy dưới đó đây kép rột rột không được nữa, rồi cái nó thọt đã kêu mời nó cứ mời nó vô lên rồi cái thủy sản đi mời nó thôi giờ má làm sao đi, cái nó thôi vậy sao hả con để coi làm sao không đánh đổi đâu, thôi để sáng mà đi con. Kỳ quá để em ở nhà hai đứa cháu nó ngủ ngủ với nó cái thôi đi coi về đi, cái đi nấu cháo tôi ăn, nấu cháo tôi nằm đó thôi lên hồi 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 qua rồi lên đó mới leo lên nằm cái nó bưng cháo lên má dạy ăn cháo tôi đi con để nó đi thôi thôi coi về ngoài ngủ đi khuya rồi thôi về ngoài ngủ đi nói vậy em biết nó về ngoài tới ngoài lâu mau vẫn biết thắt mình nữa thắt mình nữa, cái thằng này thoát ra kêu mười nó với tám nó vô kêu xe đi tới có 3, 4 giờ mấy, 4 giờ rưỡi, 4 buổi sáng, 4 giờ rưỡi sáng, hồi đi là 4 giờ rưỡi đây chứ còn hồi ở nhà đây là mới có 2 giờ mấy, 2 giờ rồi. Hai mấy giờ giặt đồ gì sớm vậy? Tại tôi nói ngủ không có được. Rồi mà đi lên tới 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 đã mấy ngày mới về? Lên thành phố 5 ngày nó đưa về nó chuyển về Bến Tre, chuyển về Bến Tre khỏe rồi chuyển về ha, nó chuyển về Bến Tre. Chuyển về Bến Tre nó chuyển về Bến Tre nó bước tôi hèo mới chuyển về tới Bến Tre mình giấy tờ mới đưa vô tới cũng càng nữa càng mệt, cái mặt đầu vô cái gì mấy ổng đặt bóng đặt bọng gì đâu đó cho nó tiểu ra ngoài thì đặt ống ở đây thở thì hai cái giò này tôi tim hay gì á để bên này chớp chớp thì cái cảnh khái mình văng văng dây điện để trồng cái gì đâu mà khái là 5 ngày chưa rút 4 ngày điện rút bóng nằm ở trên thành phố 4 ngày 5 ngày năm ngày rồi về Bến Tre mấy ngày nữa? Nội vụ là 20 ngày á,
từ đây đưa trở qua thì thôi. Vậy là bữa hổng con xuống là mấy bữa sau à đi hay sao? Mấy bữa sau á. Bữa con xuống thì còn trước cũng vừa mà. À. Hết đây cũng vừa nó đi. Trời ơi. Hết bó vừa đi luôn hả? Ờ, đi luôn. Hết cộng vừa đó rồi phơi khô rồi đi. À. Hết rồi. Tôi nói tự nhiên đâu có biết cái gì. Thì chiều ăn cơm này mà muộn rồi bé dọn. Rồi không biết nhiêu tiền mình đi khám luôn này kia về không biết. Không biết nhiêu tiền lắm. Rồi bà thì được miễn phí 100% bệnh viện. Bà... Nhưng mà còn mấy bệnh thuốc đồ này kia ngoài á. Thì ra mắc à. Thuốc ở ngoài. Dạ. Có tiền ăn không à. Với tiền xe. Dạ. Tiền thuốc thì nhà nước cho. Dạ. Rồi cái chỉ mình đi xe. Đi xe đây lên cỏ, mình đi xe đưa thành phố để về. Thành phố đưa về, rồi về đây bánh xe đưa về đây. Cái chuyện ăn không à, chứ thì thuốc này thật. Nhà nước cho, không có thuốc mấy. Dạ, yeah, còn chắc ăn là chắc không đi xin từ thiện cái đồ này cái gì. Ăn là mình đóng tiền. Không, mấy người đi nuôi kìa. Ờ, thì mấy người ăn ở ngoài. Còn tôi ăn ở trong đó đóng tiền. Dạ, đúng rồi. Không có nhiêu tiền, có 400 mấy hả? 400 gì hả? Nửa tháng hả? Nội vụ là từ đi tới về. Đi 20 ngày là đóng 400 ngàn tiền ăn đúng không? Không có 400 mấy giờ không biết nha, tụi nó đóng chắc 400. Dạ. Từ ở bên thành phố về đây á, có 400 ngàn tiền ăn. Dạ, hôm nay bà ăn cơm gì? Ăn cơm với cá. Rồi đậu đó có ai trồng? Bữa em á, thằng ở ngoài á, nói tao, tôi có xin lên đi không à, có cái nhà không? Rồi bà về bệnh về bằng trồng gì nữa? Đâu có trồng. Ừ, đợt hả bà trồng môn mà. Có cái nhà không à, hả? Đợt đó bà đâu trồng. Đâu có trồng. Đợt đó bà trồng môn, trồng gì đó mà. Ờ, thì lúc đó trồng môn mà năm nay đâu tính chỉ sạn đang cút vào trồng môn là tôi nói cô đó. Ai? 20 ngày hả? Ai dạ, hết 20 ngày. Dạ. Tính trồng lên đây, trước cửa đây ha. Ờ, đến trồng với trồng mấy gốc bưởi nè. Khỏe không chị Huế? Ổn. Dạ, khỏe. Thôi là giờ mấy gốc bưởi nó chết rồi, bỏ không, ổn. Dạ. Thân không à. Thì tính mong trời mưa này, mong nó lên đó. À. Cái mình bứng mình bay lên mình trong mới chỉ sạn cái đi hết 20 bữa. Ai xin chào quý khán giả của mình Quân trong một nửa của kênh Gấp Biết Miền Tây. À, thì hôm nay mình đến gia đình của bà Anh thì mình được sự giúp đỡ của mình Quân giấu tên ở Tân Hào tặng cho bà là 10 kg gạo. Thì một bà chị giấu tên ở Tân Hào luôn cũng hỗ trợ cho bà là 200.000 đồng. Thì mình nghe bà đi bệnh viện mới về cũng mới uống thuốc đây 5 ngày xong rồi lên tái khám được một tháng quý vị. Thì số tiền này là 200 ngàn mình đại diện mình sẽ trao lên bà. Dạ cho con gửi tiền ạ. Cảm ơn rồi đội trợ với hai cô ha. Dạ. Thì mình mong cho bà khỏe mạnh chứ bây giờ là sống với vui con cháu thôi chứ bà giờ cũng đâu có làm gì nữa. Bà già tám mấy tuổi rồi. Dạ. Nên không có đào môn gì nữa hết á. Giờ là mệt rồi, giờ bị bệnh mấy người con trai á thì nói là bà bị tim với bị phổi. Nhưng mà tim bây giờ là phải nông cái đó là phải 30 triệu. Nên trời thương thì bà đã được mạnh khỏe và về bà không có nông cái tiền đình thuốc đó là 30 triệu. Nên chỉ trốn tổng hết là xe đi lên xuống luôn là chỉ có 4 triệu mấy thôi. À, nếu mà bà biết đó thì có thể là nhờ bên chuyến xe không đồng của chú Tám Sang ha, bất cứ người của ai á thì có thể là đỡ được phần tiền đó, nhưng mà bên gia đình bà thì không biết. Nên đi xe là xe bệnh viện với xe ngoài không? Xe ngoài không. Dạ. Nên tốn là 4 triệu mấy quý vị. Mình không có biết. Rồi tiền á, thì bây giờ chắc cũng con cháu đồ mượn rồi này kia góp đi thôi, chứ tiền bà thì giờ đủ sống thôi chứ cũng đâu có dư giả được quý vị. Dạ. Thì một nữa mình chân thành cảm ơn quý khán giả đồng hành cùng kênh Gấp Biết Miền Tây. Và mình hẹn quý khán giả vào lúc sau. Tôi không biết nói là hơi cảm ơn tại trời với cảm ơn địa quân với cảm ơn thầy cô á. Dạ rồi. Rồi bà giữ đi ha. Rồi, gạo này bà nó. Chúc cho tại trời với địa quân với hai cô nhiều sức khỏe. Dạ. Nhiều sức khỏe ha. Dạ rồi. Con xin phép bạn về luôn. Dạ. Dạ. Rồi.